Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà nha. Em lên sóng giới thiệu các bác một con iRobot hãng Roomba của Mỹ này, xuất cho thị trường Nhật. Một con mẫu mã hình thức rất là đẹp, giá thành thì cũng rất là hợp lý. Cái chiếc này em bán là 2,8 triệu, bảo hành 3 tháng, hình thức còn rất là mới đấy. Con này đời 2015, riêng cái model của Nhật này thì các bác có thêm một cổng sạc phụ đây này. Mình có thể rút cái sạc đây ra, mình cắm vào đây, cắm trực tiếp luôn. 2,8 triệu đi kèm tặng một cái chổi này, một bộ sạc này và một đốc sạc. Mã 621 các bác nhé. Chổi thay mới rồi, pin thay mới. Hai con lăn này zin còn đẹp, hai con lăn này thì gần như chẳng mấy khi hỏng. Bánh xe các thứ đẹp. Một chiếc máy chạy rất là ok. Chúng ta test chạy thử vòng quanh một chỗ này. Cái nút bot này là cái nút nó chạy vòng quanh một chỗ để hút những cái điểm bẩn một vài chỗ đấy. Giá 2,8 triệu các bác nhé. Con nào lấy các bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển đâu ạ, bảo hành 3 tháng. Chào các bác.